Kính bạch Minh Sư, con là thiền sinh miền Nam Việt Nam, đã thọ tâm ấn được cách đây 5 năm. Con biết con là một chúng sanh nghiệp đầy phước mỏng. Không biết đâu là thật giả, đúng sai nên mới dễ dàng bị ngoại cảnh bên ngoài tác động, làm mất đi niềm tin với Minh Sư từ 2 năm trước. Cảm hiền Phật Bụt Chàn, khả nội mình nhà tì thăm Phạc Tây Việt Nam, đầy bà thập chít hàng chạc ni 5 pì. Khả nội hù và, khả nội mình sắp sát, sát tạc cảm nà, bùn bà la mì nòi. บ่ฮู้ว่าสิ่งใดแท้สิ่งใดปลอมฉะนั้นถูกทางนอกกระทบเฮ็ดให้ขาดความเชื่อมั่น2ปีก่อน Chồng của con có một công việc giao tiếp ở bên ngoài rồi nghe đồn lung tung về Minh Sư. Anh ta về nhà bắt con phải đem tất cả những ấn phẩm, hình ảnh, kinh sách của Minh Sư mà chúng con đã thỉnh ở thiền đường đem cho người ta hết. Vì cuộc sống gia đình, vì chồng mà con đành phải chấp nhận nghe theo lời anh ta. Phụ con khá nói, mi việc phụ phần thằng nọc เลวได้ยินเสียงนินทาโลเลเกี่ยวกับพระพุทธจารย์ลาวกลับมาบ้านจำให้ข้าน้อยเอาผลิตภัณฑ์รูปปื้มของพระพุทธจารย์ที่ข้าน้อยบูชาเอาเมื่อจากศูนย์ไปให้คนมดย้อนชีวิตครอบครัวย้อนผัวข้าน้อยจำต้องเฮ็ดตามคำของลาวกินบัตรมินซื้อ2 năm qua cuộc sống gia đình con rất vất vả. Năm 2015cả hai đứa con gái của con phỏng vấn đi du học tại Mỹ đến 4 lần đều bị trượt. Gặp hiền Phật Bụt Chàn, 2 năm phàn mà, chi vịt khóp khua khả nôi lâm bạc lại. Pì 2015, lúc xào thắng 2 xâm phát, bày hiền tàng bà thết luôn sọp tốt. Chồng con thì mất việc làm, xe đang chạy trên đường thì bị người ta tung vào, con thì bị giặc bóp. Tiền của mất, con không nói, nhưng tất cả giấy tờ của con đều bị mất đi. Phua khả nôi bố mi việc hết, รถกำลังแล่นมาตามทางถูกคนมาต่ำใส่ขน้อยถูกดึงกระเป๋าเงินคำเสียแต่เอกสารของขน้อยเสียหมดเลย Mẹ con hiện đang sinh sống tại tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Bà đi ra ngoài tự nhiên bị trật chân, té gãy xương đùi, không hiểu tại sao cả gia đình con đều gặp những điều xui rủi. แม่ขน้อยกำลังมีชีวิตอยู่อเมริกาเพิ่นออกไปนอกเฮือนบังเอิญถูกพิกตีนล้มกระดูก3หักบ่เข้าใจเป็นหยังทั้งครอบครัวขาน้อยพัดพบแต่สิ่งโศกหายแนวนี้ Đến ngày mùng 3 tháng 9 năm 2015 có một vị sư người Vũng Tàu đi ngang qua nhà con, tự nhiên ông bước vào nhà và nói rằng trong nhà này có rất nhiều âm khí, thí chủ này đã phạm sai lầm với thần linh và còn đuổi họ đi ra khỏi nhà. เมื่อวันที่3เดือนกันยาปี2015มีครูบาองค์หนึ่งคนวุ่นเตาย่างผ่านเฮือนขาน้อยบังเอิญท่านเข้าไปเฮือนและเว้าว่าเฮือนนี้มีอาถรรพ์เจ้าของบ้านนี้ได้เฮ็ดผิดพลาดกับเทพวิญญาณและยังไล่เขาออกจากบ้าน Thế nên bây giờ gia đình quý vị phải gánh chịu hậu quả. ฉะนั้นครอบครัวพวกท่านจึงต้องแบกผลกรรม Chồng con nghe nói vậy bực mình đuổi ông thầy ra khỏi nhà. พวกข้าน้อยได้ยินแนวนั้นห้ายขึ้นไล่ครูบาออกจากบ้าน Bạch Minh Sư, từ ngày đuổi ông thầy ra khỏi nhàgia đình con càng trở nên xáo trộn, chồng con bị người ta vu oan, gặp rắc rối đủ thứ trăm bề. Hiền Phật Bụt Chàn, nạp tăng tế mưu lầy khu bà nên ออก จาก bàn, khóp khua khá nôi hẹn cướt bàn hà, xà la vun, khua khá nôi thức khao say hai, phục bàn hà hoi pẹt. Đợt thiền thất vừa rồi ở thiền đường Campuchia, con không đi được, con có nhờ một vị thiền sinh gửi thư sám hối của con đến với Minh Sư. Sụt ngàn xa mà thị chết văn dù Campuchia, khá nôi bày huam bò đầyขน้อยได้หาญาติธรรมส่งจดหมายขอสารภาพผิดของขน้อยไปหาพระพุทธเจ้า Nhưng Minh Sư không trách gì chúng con cả. Chúng con nghĩ lại thì thấy mình đã làm sai tất cả mọi việc. Sau đó chúng con thành tâm sám hối với Minh Sư. Cả gia đình con bắt đầu ngồi thiền và tu hành trở lại. แต่พระพุทธเจ้าบ่ติเตียนหยังพวกขน้อยหมดขน้อยคิดคืนรู้สึกว่าตนผิดทุกๆเรื่องหลังจากนั้นพวกขน้อยจริงจังสารภาพความผิดกับพระพุทธเจ้าทั้งครอบครัวขาน้อยเริ่มต้นนั่งสมาธิและศึกษาบำเพ็ญคืน Kính bạch Minh Sư, những việc làm không đúng của chúng con trong quá khứ có được Minh Sư giải trừ nghiệp chướng cho không và có được Minh Sư tha thứ hay không? Kính xin Minh Sư khai thị, con xin cảm ơn Minh Sư. Hiền Phật Bụt Chàn, việc thi hết bộ thực tông của phuộc khả nôi ในอดีต Phật Bụt Chàn sẽ kê khai lộp lang sát cầm hay bó และ Phật Bụt Chàn sẽ áp hay hay bó Cáp khó hay Phật Bụt Chàn xí nệขน้อยขอขอบใจพระพุทธเจ้า Tha thứ thì dĩ nhiên sư phụ không bao giờ tha bởi vì ta không có đâu mà để tha. อภัยแม่นแน่นอนแต่อาตมาบ่มีวันอภัยเพราะว่า
bố mi nhàng tông áp hay. Có giận đâu mà tha, quý vị phải tự tha thứ cho mình. Mi nhàng hay áp hay, buộc thàn tông áp hay hay tuần yên. Quý vị tự đem công đức phước báo của mình đem đi cho người khác. Buộc thàn hạc nắm ở bùn cú xuân, bùn bà mi không tuần phải hay khôn ươn. Quý vị nghe ai đó, người nào đó thì quý vị kêu họ giúp đỡ mình. Buộc thàn phăng phù đầy, có hay phù năn, xuôi lừa tuần. Nên tha thứ cho mình và tu hành cho bản thân mình. Khuôn áp hay hay tuần yên, lễ sức xa bằng phiên hay tuần yên. Quý vị tu cho quý vị chứ phải tu cho sư phụ đâu. Buộc thàn bằng phiên hay tuần yên là bố, say si bằng phiên hay phá a chàn. Quý vị đến chuyện tâm ấn và có pháp trong tay, quý vị nên nghe cái trí huệ của mình, nghe vị Phật bên trong của mình. Buộc thàn đầy bà thạp chít, lê hư vị thí mi nê cầm mư buộc thàn, khuôn phăng phụ thạp bản nhá khổng tuần, phăng phụ thạp. Thằng này không tuần. Nghe cái trái tim nhân từ của mình chứ đừng nghe người khác. Phăng hùa chạy ốp ôm à lý không tuần là bố. Và phăng khốn ươn. Nghe vị minh sư bên trong của quý vị. Phăng bác Phật chàn thằng này không phục thàn. Ok, chứ đừng nghe bất cứ người nào ở nhân gian. Và su phăng phù đầy này lộp mà nụt. Nếu quý vị nghe bất cứ người nào ở nhân gian thì nghiệp chướng này nó sẽ đến với quý vị. Thà phục thàn phăng phù đầy này lộp mà nụt. Sát thạc cầm chấm hà phục thàn. Đừng làm trái với lương tâm của mình. Và su hiệt sinh cuồng ngành khảm cấp chít chay khổng tuần. Những chuyện xảy ra là tự quý vị gây ra những nghiệp chướng này. Lương thì cơ khẩn, men hao yên sang sát cảm ni khẩn. Quý vị gây ra nghiệp chướng này thì quý vị phải tu hành để dùng tha lực của thiền định này để rửa nó mỗi ngày. Phuộc thàn sang sát cảm ni, phuộc thàn tông sức xa bẩm phình, say phá lăng khổng xa mạ thị ni, phưa lang mắn tê là mư. Ta chỉ làm một lần mà thôi, lúc chuyện ta mắng. อาตมาเฮ็ดเพียงเทื่อเดียวเท่านั้นเวลาประทับจิตแต่พี่ๆ đừng tái phạm nữa tốt cho quý vị พวกท่านอย่าผิดอีกดีแก่พวกท่าน nếu vì tái phạm rồi thì gắng tu hành nhiều hơn ถ้าพวกท่านผิดอีกก็พยายามศึกษาบำเพ็ญหลายขึ้น giới thiệu sách khai thị 10 sách khai thị 10 bí quyết tu hành một đời giải thoát kết tập những bài giảng chân lý vô thượng Guruji Ruma ban tặng cho những chúng sanh hữu duyên đang bước đi trên con đường tâm linh cao thượng.